Chúng ta đã tìm hiểu là về cách là nhập một cái mảng hai chiều có n dòng và m cộng. Thì bài tập tiếp theo là chúng ta đi cộng tất cả các phần tử ở trong cái mảng hai chiều lại với nhau. Thì đầu tiên thì mình khai báo là mình nhập cái số dòng, số cộng của cái ma trận. Sau đó là mình sử dụng hai cái dòng lập for y chạy từ 0 tới n nhỏ hơn n và for z chạy từ 0 cho tới z nhỏ hơn m. Thì chúng ta nhập tất cả các phần tử của mảng hai chiều vào. Sau khi mà mình nhập các phần tử của mảng hai chiều thì mình tiến hành tính toán, mình đi tính tổng tất cả các phần tử trong mảng hai chiều. Thì để cái thuật toán mà tính tổng á, đầu tiên mình cho một biến ếch. Thì mình đi tính tổng các phần tử của mảng hai chiều. Rồi. Thì bây giờ đầu tiên là mình gắn S sẽ bằng là 0. Và mình đi tiến hành là hai cái dòng lập for. Ở đây có hai dòng lập for phía trên. Thì mình đi tiến hành là tính toán. Thì S mình sẽ gán bằng là S cộng AI C. Tức là từ mình diệt tất cả phần tử đó mình cộng lại với nhau thì mình sẽ ra được cái giá trị của S. Thì qua hai cái dòng lập for y chạy từ 0 tới nhỏ hơn n, for z chạy từ 0 nhỏ hơn m, thì mình tổng tất cả cái giá trị đó lại thì mình sẽ tính toán được là cái giá trị tổng của S. Sau đó mình xuất kết quả nó ra màn hình. S bằng rồi phần trăm D S. Ta đã tính toán xong là cái cách tổng tất cả phần tử ở trong cái mảng hai chiều. Mình tiến hành mình chạy chương trình. Mình nhập vào ba dòng nè, ba cột. Mình nhập giá trị 1, 2, 3, 1, 1, 1. Mình nhập 9 phần tử vào thì ra giá trị là 9. Để chạy lại 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Tổng hình được 18. Tổng tất cả phần tử lại mình được 18. Trong bài tập này mục tiêu là chúng ta thực hiện là duyệt cái mảng hai chiều, hiểu và duyệt mảng hai chiều bằng hai cái dòng lập for. Các em làm hoàn thiện bài tập lập trình của mình trên máy tính.